video tiếp theo của mình nha. Hôm nay em sẽ ráp một cái con năm tấc huyết cho một anh gần nhà nha anh em. Anh gần nhà anh đặt em nha. Nói chung là gần nhà hay xa gì nè, mà anh em đặt em ráp huyết thì em sẽ ráp huyết nha. Như nhau hay quen biết gì là cũng như nhau nha anh em. Thì em sẽ review qua cho anh em ráp huyết như thế nào nha. Quality thì anh em biết rồi nha. Và hiện tại là hay nhất hiện nay nha. Nói chung là em ráp nhiều em biết con này là hay nhất nha. Bình 22 nha anh em. Bình 22 nha. Lớn phải bình nhỏ nha anh em. Bình 16 nha. Chạy động không biết nha anh em. Bình này sống xa lắm nha anh em. Và phân tặng 3 đường điện nha. 3 cục xem nha anh em này. Sẽ đi Bạch Lộc mới nha. Kép nha anh em. Bát thầm tắt. Coi 65 được kép đây. Kép nha anh em. Rất là nặng nha. Thank you.
em sẽ test cặp mic này nha anh em. Em đang mở tiếng mộc nha, tiếng mộc cho nó dễ nghe nha. Ok, em sẽ chỉ anh em chỉnh lúc nha. Trước tiên nếu mà anh em chỉnh á, em sẽ để tiếng mộc của anh em nghe trước nó như thế nào. Về không hết nha anh em, em cứ gì không hết cho em. Luôn, đây hai tiếng mic hoạt động hoàn hảo nha. Luôn, luôn, luôn. Coi nào, bây giờ em sẽ mở video bát chép đồ lên rồi nha. Đây, được mở hết lên rồi nha. Giờ em sẽ chỉnh bát chép rồi nha. Luôn, luôn, 3, 4, 5, 6, lên. Lên, lên, 3, 4, 5, 6, lên. Lên, lên, 3, 4, 5, 6, lên. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, lên. Lên, ok, echo reverb lên nha. Lên, lên, 3, 4, 5, 6, lên. Lên, lên, 3, 4, 5, 6, lên. Lông 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 lông. Ok, vậy phần mic là được rồi nha anh em. Lông 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 lông. Bây giờ em sẽ mở nhạc cho anh em nghe nha. Kết thúc rồi nha anh em. Anh em nào cần cái cấu hình nào cứ liên hệ em nha. Này là 5 tắt rất tiếp nha anh em. Mạch livestream nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nha. Chào anh em nha.